Đây, cái số 8 nè. Số 8 là 25kg màu xanh coban. Màu xanh coban 25kg giá 100k nha mấy chị. Cổ tim. Cái này là đồ thể thao, nó có cổ tim và cổ tròn nha mấy chị. À, hai mã khác nhau nha. Cái tay nè mấy chị, cái tay viền phối này rất là đẹp luôn. Cái tay viền phối này nha, giá có 100k nha, từ số 2 cho tới số 12 là giá 100k mời mấy chị. Số 2 cho tới số 12 là giá 100k nha mấy chị. Bộ này số 8 25kg. Số 8 25kg giá 100k mời mấy chị. Số 8 là 25kg nha. 25kg nha. Giá 100k mời mấy chị nha. Rồi. Số 6 nè mấy chị. Số 6 20kg nha. Màu cam. Số 6 20kg màu cam giá 100k luôn nha mấy chị. Màu cam 25kg ở 20kg nha. Số 6 20kg giá 100k mời mấy chị. Số 6 là 20kg nha. Ấn sau này ta có viền phối cái kiểu này nè mấy chị. Mẫu mới nha mấy chị, rất là đẹp luôn. Giá có 100k nha. Số từ số 2 cho tới số 12 là 100k nha mấy chị. Số 2 cho tới số 12 là 100k mời mấy chị. Màu cam. Rồi qua màu đỏ tươi. Màu đỏ tươi đây, màu đỏ tươi rất là đẹp, màu đỏ tươi viền màu đen nha. Giá có 100k luôn. Số này số 10 nha mấy chị, số 10 là 30kg. Số 10 30kg giá 100k mời mấy chị. Đây. Màu nào cũng đẹp nha, tất cả có 9 màu nha mấy chị. Có tay cũng có 9 màu mà sắc nách cũng có 9 màu mời mấy chị. Màu nào cũng đẹp, rất là đẹp luôn nha mấy chị. Giá có 100k nha mấy chị, từ số 2 cho tới số 12. Số 2 cho tới số 12 là 100k mời mấy chị. Đây, số này số 12 đây. 35kg nha mấy chị, màu xanh dương. 35kg chất vải này rất là mát nha. Mát rưỡi luôn nha, mà rẻ bền lắm nha mấy chị. Giặt máy giặt được, không xù lông, không phai màu mời mấy chị. Giá 100k mời mấy chị. 35kg nha. 35kg số 12 là 35kg giá có 100k thôi. Chất vải này rất là đẹp mà rẻ bền lắm nha mấy chị. Từ 12kg cho tới 35kg là 100k nha mấy chị. Rồi số 14 nè. Số 14 là 110k. Màu đen. Màu đen viền màu vàng nha mấy chị. Số 14 là 110k mời mấy chị. Số 14 110k nha. Số 14 110k. Đi dấu. Đánh gì á. Số 14 110k mời mấy chị. Màu đen. Đây. Màu nào cũng đẹp nha mấy chị. Màu đen chứ. 110k. Số 14 là 36kg nha mấy chị. Màu vàng, màu vàng cổ tròn, cổ tròn. Tại vì cái tay khác màu cổ tim nha mấy chị. À, cổ tròn và cổ tim. Số 14 110k mời mấy chị. Đi lên. 110k mời mấy chị. Số 14 110k. 36kg tới 38kg có 110k nha mấy chị. 36kg tới 38kg 110k mời mấy chị. À, màu trắng. Màu trắng 110k luôn mấy chị. Màu trắng ha. 110k. 36kg nha. 36kg là 110k nha mấy chị. Tất cả các màu đều có size từ 12kg tới 75kg nha mấy chị. 12kg tới 75kg là có size mà mấy chị. Bộ màu trắng này là 36kg nha. 110k. Từ số 14 tới số 16 là 110k nha mấy chị. Còn size S và size M là 120k nha mấy chị. Rồi size L và XL là 140k nha. Cái này số 14 nè. 36kg nha, màu xanh bơ đẹp lắm luôn mấy chị. Màu xanh bơ rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn, có 110k thôi, 36kg tới 38kg đây. Số 14 và 16 là 110k nha mấy chị. 110k số 14 và số 16 mời mấy chị nha. 110k. Rồi màu này màu xanh cổ vịt nha. Màu xanh cổ vịt rất là đẹp mấy chị. Đó. Giá có 140k nha. Size XL nha mấy chị. Size XL là giá 140k. Là từ 60kg tới 65kg. 60kg tới 65kg giá có 110k mời mấy chị nha. 60kg tới 65kg 110k mời mấy chị. 60kg tới 65kg đây. 110k mời mấy chị nha. Đó, màu nào cũng đẹp ha.
màu xanh cổ vịt nha mấy chị. 60kg tới 65kg 140k nha mấy chị. 140k 60kg tới 65kg 140k mời mấy chị. Size L và XL là đồng giá 140k nha mấy chị. Còn S và M có 120 nha, là 40kg tới 50kg 120. Đây size XL 60kg tới 65kg nha mấy chị. 60kg tới 65kg 140k đây. 60kg tới 65kg 140k mời mấy chị. Màu nào cũng đẹp dễ thương lắm nha. 60kg tới 65kg nha. 140k mời mấy chị nha. 140k 60kg tới 65kg đây. Màu xanh dương. Rồi màu đỏ. Màu đỏ size L 55 tới 60kg nha mấy chị. 55 tới 60kg giá 140k đây. 55 tới 60kg giá 140k. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Màu nào cũng đẹp dễ thương lắm nha. 55 tới 60kg giá 140k mời mấy chị nha. 55 tới 60kg 140k mời mấy chị. Màu nào cũng đẹp sang lắm nha. Mời mấy chị nha. Rồi màu này size L XL màu xám nha mấy chị. Màu xám nha. 60kg tới 65kg 140k nha. Màu xám. Tất cả có 8 màu nha mấy chị. 140k mời mấy chị. 60kg tới 65kg 140k ha. 140k 60kg tới 65kg đây. 140k 60kg tới 65kg nha mấy chị. 140k mời mấy chị. Rồi size L. L 55 tới 60kg 140k luôn. 140k size L 55 60kg nha mấy chị. Size L 55 60kg 140k mời mấy chị. Size L 55 60kg 140k. L là 55 tới 60kg nha. 55 tới 60kg 140k. L và XL có 140k thôi nha mấy chị. Từ 55 tới 65kg là 140k mời mấy chị. 55 tới 60kg nha. Đây số này số 4. 16kg nha mấy chị. Màu đẹp, màu đậu đẹp lắm luôn. Màu đậu 16kg giá 100k mời mấy chị. Màu đậu 16kg 100k nha mấy chị. Số điện thoại chốt đơn của em là 0396165872 nha. 0396165872 mời mấy chị. Màu nào cũng đẹp nha mấy chị. 0396165872 mời mấy chị. Số 10, số 4 16kg đây. Số 4 16kg 100k nha mấy chị. Đây màu xanh coban. XL 60kg tới 65kg màu xanh coban. XL 60kg tới 65kg 140k nha mấy chị. 140k size XL. Đây 140k mời mấy chị. 60kg tới 65kg nha. XL 140k mời mấy chị nha. Màu nào cũng đẹp sang hết trơn mấy chị. 140k XL mời mấy chị nha. Màu xanh cổ vịt nha mấy chị. Màu xanh cổ vịt M 50kg nha. Size M 50kg mời mấy chị. M 50kg nha. 120k. M là 50kg 120k mời mấy chị. M 50kg 120k mời mấy chị. Màu nào cũng đẹp nha. M 50kg 120k nha. 120k mời mấy chị. Màu đỏ tươi nè mấy chị. Màu đỏ tươi 110k nha mấy chị. Size này 16 nè, 38kg. Màu đỏ tươi. Số 16 38kg màu đỏ tươi. Màu này rất là đẹp luôn nha mấy chị. Sáng lắm nha mấy chị. 110k thôi. Size 16 nè, 38kg 110k nha. 38kg 110k mời mấy chị. Đây màu đỏ tươi có thiêu lá cờ Việt Nam rất là đẹp nha mấy chị. Giá có 110k mời mấy chị nè. Đây 110k ha. Size này size 16 38kg nha mấy chị. 110k mời mấy chị. Rồi màu này màu đen. Màu đen nha mấy chị, 110k luôn.
màu đen số 14 36kg nha. 110k số 14 36kg 110k mời mấy chị. Đây màu nào cũng đẹp nha mấy chị. Số 14 là 36kg 110k mời mấy chị nha. Số 14 36kg 110k màu đen. Màu nào cũng đẹp hết trơn. Mời mấy chị. Số 10. Số 10 30kg màu xám đây, 100k. 30kg màu xám 100k mời mấy chị. 36kg nha. Màu xám 100k mời mấy chị. Màu xám